À, chào anh em nha, giới thiệu với anh em thêm một cây Aquatic Nhật nữa nha. Cây Reco đây, một cây đàn tốt, chất lượng, giá rẻ đó nha anh em nha. Cẩm nha anh em nha, cẩm ngoại hình đẹp, dáng OM nha anh em. Cái này mình bán giá 2 triệu nha anh em. Cái này bình thường thì giá nó khoảng tầm trên 4 triệu á, tại vì cây này mình thanh lý nha. Thứ nhất, một là nó bị cấn gốc ở đây, lát mình sẽ quay gần anh em coi. Thứ hai là cái ngựa này mình ép lại rồi nha anh em nha, ngựa này ép dán lại rồi nha, cho nó chắc chắn hơn nha. Đây nè, quay cho anh em coi, tự vì nó hơi u chỗ này lên nha, cho nên mình phải ép này xuống, phải ép xuống để mình chơi ngon lành thôi, còn cần phím tất cả là êm ngon lành hết nha anh em. Khóa đẹp nha anh em, coi khóa đây, khóa đẹp ngon lành, vân gỗ thì rất là ngon. Rồi, nói chung là chỉ mà vài chi tiết đây với đây nha anh em, mình quay gần cho anh em coi, test cần phím cho anh em coi luôn. Ở này tem đàn nha anh em nha, Reco Guitar Moderno F180 Mắc in da băng nha anh em. Đây mình quay gần cho anh em coi cái tớp nó đẹp nha anh em nha. Nè tớp đẹp. Đây tớp đẹp, đây nữa nha anh em. Đây là hơi cứng cái đàn sơn ở trên đây chút xíu nha. Cây nhẹ, chỗ này thì nhẹ không đáng kể. Chỗ này nặng nè, đây là chỗ này nhiều nha anh em nha, cứng đây nè. Nha, đó. Ok. Với cả cái mặt ngựa này là mình đã dán lại rồi nha anh em nha. Cái cũ của nó là nó hơi hở lên, tự nhiên nó phù lên chung với cả cái mặt này nè. Đó, như là mình ép nó xuống nè, ép xuống ngon lành chắc chắn nha anh em. Đây mình bán 2 triệu thôi, 2 triệu chất lượng rất là tốt. Cần đây, cần phím thì mượt nha, action thì nó nhẹ lắm nha anh em, action nó cực kỳ nhẹ. Lưng cẩm nha. Cái bình thường cẩm này mà nó không vấn đề gì thì nó phải 4-5 triệu rồi anh em. Em thấy không? Đây, cái con này gì đây? Này nó xước tiếng. Heo đẹp nè. Đây cũng đẹp nha. Mình quay action, test cần phím cho anh em coi. Cortex đây. Đây Cortex đây nha. Chuẩn anh em. 16. Đây. Cái action này nó êm rồi nha. Test cần phím cho anh em coi nha. Cần phím ok nha anh em, không có nốt nào rè tè, không nốt nào lỗi gì nha. Mình rải hợp âm nhẹ đều cho anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm của nó nha. Cao mà âm nó rất là chắc, rất là dày. Tốt nha anh em nha, ngoại hình đẹp, nó một vài cái vết cấn nè, đây nè, cấn và vết xước nhỏ đây nha anh em. Chỗ này thì ngựa ép lại rồi đó, vậy nên mình thanh lý giá rẻ nha anh em nha. Đàn thì chơi ngon lành bình thường, không vấn đề gì nha anh em. Thông tin cửa hàng và số điện thoại em để ở phần tiêu đề, phần mô tả nha, anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có. Cảm ơn anh em nhiều.